Đi bà bị chiêu mà. Bị chiêu ở nhà lâu lâu thì nghỉ cuối tuần đó. Chủ nhật á. Thì đâu phải nghỉ mà. Để em đi biết đâu. Chám nó bán lại nha. Chắc lên chục 3 tháng tới 6 tháng. 3 tháng tới 6 tháng. Trộn tới chừng tháng à. Bán nó lại để coi. Chắc là thấy mà thấy không 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 không, không ổn thì đó. Bán xe chưa về thấy em đổ hết trơn. Bán lại cho anh em trước nha. Lên. Bán cho dealer. Chiếc này đời bao nhiêu? 18 cũng giống rồi. 18 với 20 giống nhau thôi. Xác liền hả? Có khác gì đâu không? Dạ. 21 nữa. Nhưng mà dưới 18 là ở tù nha.